chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký của mũ xanh hoa biển bao la tình người vào cuối năm 1977 chuyến xe lửa dừng lại ga nông cống thời gian này đoàn tù binh 76 chúng tôi vừa hoàn thành công trình nạo vét con kênh khổng lồ để nâng cao lưu lượng nước tưới tiêu ruộng đồng vùng Quỳnh Lưu, Diễn Châu và chúng tôi thật sự biết đây là trạm cuối của hành trình vốn xuất phát từ ga Đô Lương, Nghệ Tĩnh. Vệ binh đếm từng người khi bước xuống và nghiêm ngặt cho vào đúng đội hình hành quân. Thành phố Vinh bỏ lại đằng sau, miền Bắc trong những bài học địa lý thật sự trở về những con tàu tấp nập ra vô với những tiếng động cơ rền rĩ liên tục xếp dỡ hàng hóa và ngay trên bộ nằm ngay quốc lộ 1 là những nhà máy công nghiệp nhà khói mịt mù chỉ có vinh là đời sống đầy nét sinh động sôi nổi đi lại và buôn bán rộn ràng nhất là trước các cửa hàng mậu dịch từng tụng người đầu đội nón lá cũ, mũ cối trao nghiêng phía sau, đứng quanh các cửa hàng tem phiếu, chờ mua lại các nhu yếu phẩm như gạo, đường, một ngọt, vải, xà bông từ các công viên chức để bán lại kiếm lời. Không thấy ném đá, chửi bới. Dân chúng ở nơi phố cảng này cũng thờ ơ trước đoàn tàu dài, chờ đầy quân nhân cán chính miền Nam có can dự vào cuộc chiến vừa qua họ đang bị cải tạo tập trung và chuyển ra miền bắc với những ý đồ riêng của những người lãnh đạo tại đây nông cống phố xá điều hưu những con đường vá đồn có đoạn lát nhựa có đoạn đất đoạn đá hai bên là những ngôi nhà thấp và hẹp nhìn lên bờ mái mới thấy thật là đặc biệt chung quanh cái mái thì thấy là lớp tranh ở giữa thì là một cái mái ngói đỏ chói tiêu chuẩn bán cho dân từng phần nhỏ cho nên khi mua được thì cứ lập lên được đoạn nào hay đoạn đó người ta gọi là mái đột. thú vật ở đây cũng đặc biệt con chó bên vệ đường vàng vọt khẳng khiu nằm nhỏ dãi số phận đang chờ hóa kiếp để làm bảy món ăn chơi, tạo thú vui cho đời. Quanh quẩn đâu đó gần chung quanh là những con gà đang mới, cao môi, gà đây cũng nhỏ, ròm, lông xác sơ, đang sừng lông coi giò chống đạp nhau, trông thật hiếu chiến. Anh bạn Đức, y sĩ sư đoàn một mông đùa nói lớn, Tụi mày ơi, con chó cộng nhìn không cảm tình, trông dữ dằn quá. Lại thấy con gà cộng cũng không muốn nhậu luôn. Sao mà nó sừng sổ quá đi? Nhìn chúng rồi mới thấy rõ mấy tên vẹm. Trong lúc đùa vui, đám học sinh trường trung học phổ thông cấp 2 nông tống đứng quanh. Nhìn chúng tôi vì gặp lúc tan trường. Chúng há hốc miệng ngạc nhiên. Một em bé vụt miệng ngây thơ khi nghe chúng tôi chuyện trò vui vẻ ồ oh, chúng nó nói được tiếng người cả bọn chúng tôi quay nhìn nhau không nói được một lời thì ra miền bắc cộng sản đủ trò bịp bợm tuyên truyền chỉ tội cho người dân quá chất phác và ngây thơ nói chi nghe đó ai cãi chống lại thì bị cắt tem phiếu nhu yếu phẩm thì sẽ bị khó khăn cho cuộc sống trong xã hội này. Vệ binh giải tán các em vì sợ ảnh hưởng. Một vài học sinh còn ngoái lui nói với nhau: một túi trình độ đó, ô tô, tàu chiến, máy bay đều biết lái cả đấy. Con đường quanh con đồi núi dài như vô tận. Một đoàn người dài tiến bước âm thầm, vai đeo một túi hành trang là chiếc ba lô quen thuộc và bộ quần áo tù nổi bật giữa rừng xanh vì có in ba sọc vải trắng giữa lưng và hai bên ống và đó chính là mục tiêu của đường nhắm súng mỗi khi có ai đó muốn vượt trại chiếc ba lô vẫn còn níu vai chúng tôi người tù thời đại mà bản án không có ngày về vì tội bán nước ôm chân đế quốc Bên trong có hai bộ đồ, vài tấm ảnh gia đình và người thân. Hầu như ai cũng có một chút gì đó kỳ vật làm quà cho người yêu. Nhẫn gỗ, lược cài, tranh vẽ hình người thương. Ngoài ra còn có chiếc lon ghi gô, là cái son đa dụng, quý như bảo vật. Cứu đói mỗi khi gặp rau trên rừng, cá dưới suối, thì bỏ ngay vào đó và nấu ăn ngay tại chỗ chiếc ba lô như gia sản như bạn đời là chiếc gối giữa rừng nằm kê đầu tìm giấc ngủ là nhà thương cho anh khi gặp cơn sốt rừng mà không có bệnh viện anh mò trong đó tìm viên thuốc ký ninh cứu mạng là nhà hàng đặc sản với hũ muối ớt mà mẹ già gửi gắm làm quà nơi trường sơn và là kho quân dụng nơi anh có bộ quần áo sạch để thay kẹo rận cháy hành hạ. Trong rừng như xuân sông mực này, với 60cm sạp giường, hai chiếc chiếu phải chồng lên nhau mới đủ chỗ, và chiếc ba lô làm tư trang để trên đầu. Thanh hóa bắt đầu như thế. Người tù trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, nơi chốn rừng hoang vu mà chỉ có chim kêu buổi sáng, vượn hú ban chiều, mà một dãy núi rừng xanh biếc bao quanh. Tôi ba thanh hóa. Hằng ngày, tù binh trong các trại mang tên T1, T2, T3, T4, T5 được thả vào các tòa độ khác nhau và bắt đầu chặt hạ cây rừng, quyết biến núi rừng thành đồng bằng và dựa vào thiên nhiên tạo hình đó để làm cái hồ chứa nước kèm theo là nhà máy thủy điện để tưới tiêu cho ruộng đồng miền xuôi chiến dịch mang tên công trình giải phóng lòng hồ sông mực không tiếp tế không thăm nuôi khi hoàn thành chỉ tiêu lòng hồ sông mực sẽ giải phóng cho anh tiêu chuẩn định lượng thấp dần và sức người có hạn đã có nhiều thảm kịch xảy ra phân đói làm con người quay về một thời kỳ nào đó xa xôi trong lịch sử làm người. Những lần ra trại đi chặt hạ cây rừng, mỗi khi bước lên đồi, chúng tôi phải cúi xuống, dùng hai tay chống mạnh nơi đầu gối để trợ lực khi bước lên và vất vả lắm mới tới được đỉnh đồi. Anh em chúng tôi gọi đùa đó là bỏ số trèo đèo. Có một lần tôi bị cây rừng đánh vào ống quyền, sưng vù lên. Trạm xá do y tá phê ta chủ trì, cho tôi một nắm muối và một miếng dẻ để buộc vào vết thương mà chữa trị. Tôi lê lết đi về lán trại. Đến nơi, nhìn không thấy ai, mở miếng dẻ ra, lấy muối bỏ vào chai và nâng niu để dành. Ôi sướng vô cùng! cơn đau do vết xương vẫn dày vò mặc kệ tôi bỏ vào miệng từng hạt muối vị mặn chát ngấm dần tỏa ra và trôi xuống họng ngất ngây tôi thấy cảm giác đê mê tận hưởng cho đến khi vị mặn muối không còn nữa muối ở lòng mực sông hồ không có trại chủ trương không cấp muối hạt vì sợ trốn trại nên nhà bếp cho hòa vào nước và phát đến từng người mà anh em thường tiếu ngạo giang hồ là canh đại dương. Cơn đói triền miên đã cướp mất đi ba người sĩ quan của miền Nam. Đó là anh Trần Hữu Lực, đại quý đại đội trưởng trinh sát một sư đoàn một. Anh vóc người to cao, đẹp như tượng thần lực sĩ Hy Lạp, cũng là kho chuyện kim dung để giúp cho anh em quên bớt nhọc nhằn tù tội khi hàng đêm sau giờ lao động được nghe anh kể chuyện anh hùng xả điêu tiếu ngạo giang hồ đồ long kiếm vân vân anh ăn nhầm thịt cóc có mật độc và chết nhẹ nhàng nơi doanh trại ở rừng như xuân anh lực chết giữa đất người thứ hai là trung úy nguyễn di Sáng sớm anh băng rừng lội qua con suối để bắt cá. Anh có tay sát ngư bắt cá tài tình. Một buổi sáng, vì đói, khi lội qua suối, cơn lạnh đã làm anh tê cóng, trúng gió và chết âm thầm. Anh gì chết giữa nước. Người thứ ba là thiếu úy Bùi Băng Bim. Bạn học cùng trường cùng lớp với tôi và cung cấp thiếu ý với nhau nên ở chung một trại. Anh chết rất oan ức và can đảm vì một sự kỳ bí nào đó bị lộ do anten khối chỉ điểm. Bị bại lộ, anh tìm ra bìa rừng chiều ngày 30 Tết đầu năm 1978 và tự mình thắt cổ chết. Một người tù đi tìm hạt dẻ chống đói phát hiện, la lên, và thông tin về trại. Anh Bim chết giữa trời. Như vậy, đã có ba anh chết. Anh Lực chết giữa đất. Anh Di chết giữa nước. Anh Bim chết giữa trời. Cả ba cái chết giữa trời đất nước đã để lại dư âm buồn thương tiếc cho anh em. Tết năm đó thật buồn cho các chiến hữu như là một nhắc nhở định mệnh về sự sụp đổ của miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Người cán bộ được anh em nhắc đến nhiều nhất là Trung úy Đỗ Tùng, quản giáo trại. Đến bây giờ gặp lại các bạn tù cũ như Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Văn Chót, Lê Đình Long, Đặng Văn Bích, Võ Bảo, Đặng Văn Hy, vân vân và tất cả những ai đi tù trải thanh hóa đến ái tử đều không khỏi thương mến cho sự hiền lành và đạo đức của ông ta đằng sau nét cứng rắn và phong cách chững chạc của ông ai ngờ ông đã che chở tiếp sức và chống đỡ một cách âm thầm cho biết bao nghịch cảnh nhờ sinh hoạt ông đứng ngay giữa cửa cái lưng án ngữ lối vào giọng nói của ông oang oang chỉ định việc này việc nọ mà ngay dưới chân ông ngay bên cửa ra vào là những bếp lò cải thiện linh tinh ngun ngút khói ông biết anh em tù đói có những lần ông dẫn tù ra rừng phá rẫy ông cố tình xoay lưng lại để mặc anh em cải thiện từng bụi sắn bụi khoai cho đến cả rẫy bắp lơ là cho đến khi về mà không có một lời trách móc. Tình hình lúc bây giờ bên ngoài khá căng thẳng. Dư luận xôn xao về chiến trường biên giới, nơi sáu tỉnh miền Bắc đang bị áp lực của Trung Cộng tràn xuống trả đũa và cho Việt Nam một bài học. Bên trong trại lúc đó kỷ luật căng dần dần mới chân ướt chân ráo từ thanh hóa chuyển về trại ba ái tử người bản tù lê đình long trinh sát sư đoàn hai và ngô chi thủy có độc chiến được tin bên mẹ chết bên cha mất nôn nao và bức xúc các anh này đã trình lên trại nhờ giải quyết về thăm và để tang cha mẹ nhưng hoàn toàn không được cuối cùng đành thú thật với cán bộ tùng xin quản giáo thông cảm. Nhưng ông ta nói ông không có quyền và việc ai nấy làm. Nhưng các anh này vẫn đi về Huế cho dù đánh đổi bất cứ giá nào và khi trở lại trại vào vị trí sinh hoạt cán bộ tùng chấn chỉnh lấy lệ nhẹ nhàng và sau đó mọi chuyện êm xuôi cái linh hoạt giúp đỡ che chở tù binh của cán bộ Tùng đã khiến anh bị trả về đơn vị bộ binh tác chiến ở chiến trường Campuchia và chúng tôi mặt tin anh từ đó. Mùa thu năm 1996, tôi vội vã trở về Huế để thăm mẹ già đang lâm bệnh nặng và đã mất trí nhớ, đang nộp đơn thi quốc tịch mạnh dạn dẹp bỏ mối ái ngại do nhiều người lao sao là thời gian định cư đến ngày nộp đơn nhập tịch không được về việt nam ngược lại có thể bị trở ngại nhưng hình ảnh bà mẹ già lầm lỗi gánh hai túi đồ ăn mò mẫm vượt núi băng rừng lên thăm con ở trại qua bao nhiêu năm tháng đã làm tôi quyết chí ra đi ít ra tôi cũng được gặp mẹ tôi vào lúc này và điều diễm phúc cho tôi lần đó suốt gần một tháng trời tôi ngồi bên mẹ sống với mẹ trong căn nhà nhỏ bé nơi tôi sinh ra và lớn lên tôi cảm nhận nhiều điều hạnh phúc khi thấy mắt mẹ tôi chợt rực sáng mỗi khi nhìn tôi hoặc đôi khi bà nở một nụ cười và một vài lần bà lẩm nhẩm thằng tuổi mão của tao đó. Trong ký ức của bà, những hình ảnh gây ấn tượng trong đời đôi khi ẩn hiện, chợt đi, chợt đến. Quê nhà vốn từ lâu im bóng dưới cây đa đầu làng, bao quanh là lưỡi tre xanh bên dòng sông Hương Giang thơ mộng, cùng với những cánh đồng ruộng bao la, luôn luôn có hai mùa lúa tươi tốt nay có nước có điện từ thành phố huế đem về chân làng đỡ nhọc nhằn gánh nước giếng hay trong đèn bên những ngày mùa gánh lúa về nhà đặc biệt là điện thoại đã bắt tới trong làng nên dân quê rất tiện liên lạc vì trước đây xe tàu khó khăn tôi đang ngồi ăn cơm trưa ở trong nhà trời nắng gắt đang ngồi chúi đầu vào bên trước quạt điện thì có điện thoại gọi người gặp là hằng nga cô ta biết được tôi về quê tôi đã lóng thoáng nghe nhắn vài lần nhưng cứ ngờ ngợ trong ký ức một kỷ niệm khó quên trong đời cứ mỗi lần khi tìm lại dư âm xưa cũ này lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động thăm hỏi vài câu nga nói bằng mọi cách phải cho cô gặp mặt để thanh toán tình đời cô dứt khoát đĩnh đạc nói như ra lệnh và hẹn gặp ở một nơi nào đó mà tôi chưa biết đến bước lên bậc thang đám mài của khách sạn hùng vương nằm cạnh chợ an cựu trước mặt nhà thầy viên thúc bắc Tôi không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ nguy nga đồ sộ của tòa nhà, có lối kiến trúc kiểu Mỹ và những trang bị nội thất rất nghệ thuật. Tuy cấu trúc nhỏ vì khuôn viên hạn hẹp, nhưng tòa nhà thon, gọn và cao nên trông đẹp mắt và hùng vĩ ra. Từ lầu 4, tôi như đứng giữa vòm trời cao vút để thấy rõ phố phường Huế, bờ hữu ngàn sông Hương, mô ranh thư viện trung tâm thể thao đại học sư phạm trường kiểu mẫu to đại biểu chính phủ và nhất là ngôi giáo đường đức mẹ hằng cứu giúp rất đẹp và đậm nét kiến trúc tây phương hằng nga chủ nhân khách sạn hùng vương đang đứng trước bậc thềm phòng khách và tươi cười đón tiếp cô ta đẹp thật ngỡ ngàng làn da mái tóc và vóc dáng yêu kiều trông thật vô cùng quyến rũ nga đón tôi với tất cả sự thân mật một cách tự nhiên cô giang rộng vòng tay và ôm sát lấy người tôi không muốn rời em biết anh về từ ngày đầu và mong gặp anh từng phút tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nỗi xúc động làm tôi chợt nóng người lên như cơn sốt má đỏ tía tai tôi tự hỏi mình cái gì sẽ xảy ra nơi đây trong vài phút giây sắp tới nga tươi cười nói hôm nay em bắt được anh rồi đấy không thả ra đâu chờ vợ anh bên mỹ chuộc lại không thấp giá đâu nhé dân mỹ về có khác cười chỉ đẹp anh nói lịch lãm và lối ăn mặc giản dị trông mệt quá đi chứ tôi tự giác hai với cô nàng. Tôi về thăm cha mẹ già, chưa ra ngoài chơi được. Tôi cố ở bên bà mẹ cho bà vui. Nào, cho tôi biết thuốc bồi nào đưa hằng Nga tới chốn mây trời thần tiên này. Nga thành thật kể về sau ngày rời đập chấm của công trình thủy lợi thạch hãn, nơi các anh cải tạo. Cô được đề bạt đi lao động xuất khẩu bên Đông Đức. Khi về nước, có gã si tình người Quảng Bình thương yêu đắm đuối. Cho nên cô đã đồng ý làm vợ ông cán bộ viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Phú, Bình Trị Thiên. Sau đó chừng 10 năm, chúng thầu đắp đập ngăn mặn Thảo Long và mở kênh huyện Phú Thứ. Vợ chồng cô làm nên sự nghiệp này. Nói đến đây, cô vỗ nhẹ hai bàn tay hai dãy trái vải có hai đoàn nam nữ tiếp viên đem nước giải khát trái cây và khăn lau mặt rồi sau đó hướng dẫn tôi lên lầu thăm khách sạn tôi thầm khen là tại sao bắt chước kiến trúc mỹ lệ thế bồn rửa mặt chậu tắm vòi sen giường ngủ điện thoại y hệt như khung cảnh ở mỹ nga nửa đùa nửa thật ở lại với em đêm nay đi, anh sẽ thế chẳng khác gì Mỹ đâu. Cầm đoàn em sẽ trả anh về toàn vẹn, không mất mát gì cả. Từ trong phòng bước ra, một người đàn ông trạc tuổi tôi, da đen đen, mắt vàng, đầu tóc rối bời. Ngài giới thiệu là chồng mình, anh Bình. Tôi chào và đưa tay ra bắt, Bình vừa bị bệnh điên loạn, chữa trị nhiều nơi, vừa qua có gửi vào nhà thương điên Biên Hòa. Người ta thấy không phá phách nên cho về nhà lại để chữa trị. Vẫn tươi cười hồn nhiên, Nga nói, Trái tim em thuộc về miền Nam, thân xác em thuộc về bờ Bắc. Hồi anh còn là sinh viên trường Đà Lạt, lúc đó em mới học lớp 7 trường quận. Nhưng nhìn thấy anh, em mết liền. Em còn nhỏ bé mà biết răng. Cứ nép mình bên bụi cây chè tàu mà trộm nhìn anh trong bộ đồ vest đi phép của trường sĩ khoan mà mê mẩn. Trái tim em nhen nhúng hình bóng anh từ đó. Rồi khi gặp anh ở ái tử, ôi cơn ác mộng cuộc đời và em chỉ mong đừng có một cơn ác mộng nào khác đến với đời em nữa. Từng đó cũng đủ làm cho cơn sốt tình suốt một đời người hạnh phúc cho riêng anh là vậy đó. Tôi nhớ đến hà người vợ yêu quý, trót dại dột thương tôi khi tuổi nàng non tôi một con giáp liều lĩnh về nhà chồng làm dâu sửa ruộng mỗi năm hai mùa lúa với cơ man làm lũ đủ điều, mùa cắt, mùa cấy, gánh gạo, xây rơm, nhổ mạ mới rơm, ngâm giống, nhổ cỏ, phơi rơm, Dên lúa, lại sản xuất một bầy con, đẻ từng năm một. Nhớ đến Hà, bụng đang mang thai, tiễn chồng lên đường về Việt Nam. Khi chia tay tại phi trường San Francisco, lòng ưu tư, không biết chồng mình về quê có hiền lành không? Vì nghe Việt Kiều về nước lắm chuyện lắm. Nghĩ đến người vợ thân yêu, tôi lịch sự chào tạm biệt và con quay gót. Thôi, đủ rồi nga ạ. À. Nói chi cũng bằng thừa, anh chỉ biết cảm ơn mà thôi. Tôi ra cửa, có đứa em trai trực sẵn ngoài xe Honda chú em cố tình cho ông anh được tự nhiên quyến luyến chuyện trò thằng nga đi sau nói nho nhỏ anh ác với em lắm đó nói xong cô đưa bàn tay có móng sắc nhọn véo vào dưới bờ vai tôi tôi âm thầm chịu đựng cơn đau ngọt ngào nhói cả tim gan bàn tay nga vẫn không tha và cứ thế cho đến khi một vết sờn rách da lóc ra, tỏ ra chút máu đỏ. Khi đó, Nga mới tàn nhẫn nói, để cho anh có vết sẹo mà nhớ. Đi nhanh ra xe, ngồi vào phía sau, tôi nhất quyết không quay đầu lại. Tôi bảo chú em chạy nhanh đi. Nhưng hai gương mặt, Nga và Bình cứ lờn vờn rất lâu. Và không biết đến bao giờ tôi mới xóa được hình ảnh và dư âm ngọt đắng cuộc đời đó. Hằng Nga đã bước vào đời tôi bằng kỷ niệm như sau. Đập trầm ái tử vào cuối năm 1978. Hằng Nga, thôn nữ xã Phú Thạnh, là y tá trưởng đoàn thanh niên sung phong huyện Hương Phố. Nga có gương mặt trang nhã, đôi mắt mờ mi đẹp tựa thiên thần, miệng luôn cười tươi với bờ môi mọng đỏ trên một làn da trắng mịn màng. Đây chính là tụ điểm của bao nhiêu gã si tình, trong đó có cả cán bộ trại tù của chúng tôi. Trạm xá đoàn thanh niên sung phong luôn luôn có người. Gã vệ binh trại Lê Văn Chính khét tiếng bắn giết tù binh Người chiến hữu cùng màu áo đơn vị của tôi là Trung úy Nguyễn Văn San, tiểu đoàn 3 thì có lực chiến, cũng đã bỏ mình tại trại ba ái tử này. Anh em đặt tên cho nó là Trần Sùng, vai một tài tử xin em miền Bắc rất hiếu sát. Có một lần sắp hàng trước cổng trại để chuẩn bị lên rừng đốn củi. Đường đi dài, gió lào nóng như hơi lửa, mà rừng thì hiếm củi. Người bạn của tôi là Ngô Chi đang bị bệnh trĩ rất nặng. Hậu quả của lao động núi rừng thanh hóa do đói cát và sốt rừng. Đít quần của anh luôn luôn sũng ướt do bệnh trĩ hành hạ. Ngô Chi đứng một bên sắp hàng khai bệnh cùng một số người khác. Khi đoàn người khỏe mạnh đã lên đường, tên vệ binh Lê Chính rút súng ra không nói một lời, chìa súng vào đầu anh Chi, rồi bóp cò. Một viên đạn xẹt ngang đầu, hất tung chiếc mũ đi rừng xuống đất và hất hàm hỏi. Bây giờ đi rừng có được không? Mới trước đây vài tháng, khi đoàn tù trại ngồi xem phim trước sân đoàn 76, trên màn hình chiếu phim, vĩ tuyến 17 ngày và đêm, gã vệ binh trại phát hiện hình ảnh trung úy nguyễn văn san mình mặc áo giáp nón sắt súng côn ngang hông trong màu áo thì có lục chiến oai vệ anh dũng Hiền ngang như bóng cờ quốc gia gương mặt oai nghiêm dáng dấp ngạo nghễ hai tay anh chống nặng nhìn thấy thật uy dũng và thách đố mấy hôm sau tên vệ binh này dẫn riêng anh vào rừng và đã hèn nhát hạ sát bằng một phát súng AK-47. Sau đó ít lâu, dân làng quanh ái tử đi rừng đốn củi, thấy bầy quả đen từng bầy bu chung quanh, sinh nghi đến đó và tìm ra xác anh. Tên Lê Văn Chính cũng là gã si tình. Hắn mê hằng nga như điếu đỏ, những lần đi rừng canh giữ tù binh hắn thường tắp vào trạm xá và lê la chuyện trò. Cũng có lúc tù binh chặt xong gánh củi, len lỏi vào làng trấm, cởi chỉ vàng hộ thân đeo tay, đồng hồ xây cô để đổi mua gọn một con heo sữa, vừa ăn vừa chôn giấu ở bờ rừng để dự trữ cho ngày hôm sau. Nhiều lần Lê Chính bắt gặp, la hét in ỏi, xong cho người đi và con heo phải bỏ lại báo hại tụi vệ binh có dịp linh đình chè chén tôi vừa từ thanh hóa vào lại là tù gốc cồn mới nhập trại ba ái tử nên chân ướt chân ráo chưa biết gì nhiều về đường đi nước bước của đập trấm ái tử này hôm ấy đi rừng ngơ ngác và tình cờ gánh củi ngang qua công trình thủy lợi thạch hãn cơn đói run người và nỗi khát khan cổ của gió lào như xô ngã người tôi vào đỉnh đồi liều lĩnh tôi dừng chân bên cạnh công trường thủy lợi và người ta phát hiện tôi là người cùng quê xã phú thanh với đám thanh niên lũ trẻ mới lớn sau này nên không biết tôi lắm chỉ nghe loáng thoáng người này là sinh viên trường võ bị đà lạt có một đôi lần về thăm quê, lúc đó còn đi học ở quân trường. Rất tình cờ, cô y tá từ trạm xá bước ra. Thấy tôi, hằng Nga nhận ra ngay. Cô nhìn thấy tôi trong bộ đồ tù binh, với sắc mặt sơ xác bơ phờ vì đường rừng. Cô bật khóc nức nở. Tôi ngơ ngẩn đến khờ dại ngoan ngoãn đưa tay cho nàng kéo vào trạm xá. Tại đây, cô giặt khăn lau mặt, tự tay quạt cho tôi mát và lục lọi tất cả những gì có thể cho tôi ăn và uống. Rồi Nga nhờ ai đó mua cho tôi một bao thuốc lá và ngồi nghe tôi kể chuyện những ngày đi qua. Thời gian như nín lại, tôi chỉ thấy trước mắt là Nga và một cảm giác êm đềm dịu ngọt khó tả. Trời đã về chiều mà tôi mãi quyến luyến, chẳng chịu chia tay. Lúc tiễn chân tôi ra về cũng là lúc giờ tan việc của đoàn thanh niên và họ tụ tập về nơi đây cũng khá đông. Bỗng nhiên, gã vệ binh phục sẵn từ trong lồng cây phóng ra và chọc tôi như một con mồi. mày ngoan cố dám liên hệ linh tinh à? Tôi buột miệng hự một tiếng đau đớn vì lãnh trọn một báng súng AK vào bụng. Đang nín đau thì nghe tiếng đám thanh niên la lớn phản đối vì bất bình. Tức chí gã vệ binh bước lùi lại, lạnh lùng lên đạn, chìa mũi súng vào tôi. Tôi im lặng, chờ đợi, cố hít một hơi thở dài. Sự kiện xảy ra nhanh quá, làm tôi chưa kịp biết sợ hãi. Tôi bình tĩnh nhìn hắn và mọi người cũng nín thở nhìn tôi. Trong đầu tôi chỉ còn một hình bóng mẹ cha thôi. Vào giây phút nghẹt thở này, một tiếng quát lớn và một bàn tay xô gạt mũi sống ra. Người cán bộ quản giáo đỗ tùng thét lớn. Để đó tôi lo, theo tôi về trại xử lý. Ông dành mạnh cánh tay tôi lôi ra đằng sau vài bước và sau đó cùng với gánh củi trên vai hướng về trại. Tim tôi vẫn còn đập mạnh những hồi loạn xạ và hai chân tôi cứ như đá vào nhau. Và cứ như thế, con đường về trại sao quá xa, đi hoài mà không thấy đến. Hằng Nga và đoàn người xã Phú Thanh nhìn theo, lo sao về số phận tôi không biết như thế nào cứ nghe về trại xử lý cũng rợn người và lo lắng làm sao để báo một cái tin về làng cho cha mẹ già của tôi được biết. Đêm đó về trại, anh em khối 6T3 ái tự họp. Sau khi giao bàn công việc cho ngày mai, cán bộ Tùng nói, Anh Huân quan hệ linh tinh, lần sau chừa nhé, tôi cho anh tự lấy kỷ luật tôi phát biểu cho tôi đi rừng đốn củi năm ngày liền ông ta cười vui và nói để anh đi rừng rồi anh tiếp tục vào trạm xá đoàn thanh niên xung phong để gặp cô y tá nữa phải không không được đâu phạt anh năm ngày tăng gia trại tôi cười thầm vui sướng ôi chao ơi được năm ngày dưỡng sức khỏi đi rừng lội suối tìm cây, gánh củi, chỉ ở nhà tưới cây, làm việc nhẹ. Ôi chao sướng thật! Đã gần 30 năm, nhìn lại một chặng hành trình đầy trông gai và thử thách. Anh em tù binh Bình Điền ái tử vẫn còn nhớ mồn một những hình ảnh dĩ vã một thời không quên. Hiện về như mới xảy ra đâu đó của chặng đường đời thăng trầm qua bao ngày tháng biết bao đôi dép lốp đã mòn vì dẫm đạp trường sơn những con vắt địa rừng bằng hăng ba lòng cồn tiên đến mồ hôi nhọc nhằn đập thủy lợi thanh hóa nghệ tĩnh hay là ruộng muối của địa ngục trần gian hà la quảng trị cơ man nào tả xiết nỗi gian nan trong bao năm trời nằm gai nếm mật nơi rừng núi xa xôi. Song song với cảnh nước sông công tù mà ngày về như một hứa hẹn hão huyền và cũng là minh chứng cho cõi đời này có biết bao nhiêu thiên tình sự keo sơn, bên hiếu bên tình, người đi lâm vào cảnh tù tội, đã có biết bao hiền thê thay chồng, báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ, nuôi con thành người, trọn nghiệp thủy chung. Với những ai như thế, sự hy sinh của họ đẹp hơn những thiên tình sự nhân gian. Họ là những đó hoa hồng tươi thắm, hé nở như một biểu tượng của niềm tin và sự sống, giúp hồi sinh những kẻ từ cõi chết do thất vọng và bi quan của kiếp chinh nhân vì nợ núi sông chưa tròn mà đã rơi vào tay giặc thù từ ái tử đến bình điền những bà vợ những người con gái đang độ tuổi tình yêu được nhiều anh em tù biết đến như người thân quen nhờ những lần vượt núi băng rừng tiếp sức hạ hơi cho người thân người yêu nơi rừng thiêng nước độc nào là nhạc ngàn, thanh bính phiếu như phát châu diệu hạnh tuấn món Nga, Nga Mạnh, Toàn Phu, Hảo Lai, Hiền Dung, Xuân Lộc, vân vân. Chung trải với anh em gốc ở miền Nam xa xôi hay những người mồ côi thăm viếng vì những gia cảnh kiệt quệ sau cuộc chiến. Tôi tự đáy lòng vinh danh những anh hùng đến với các bạn, riêng chúng tôi và một số anh em cải tạo gốc ở quê nhà thỉnh thoảng có tiếp tế để lên gân, tiếp sức cho thân xác tù đầy. Những anh em mồ côi được ví như hai lần một lúc cải tạo. Vừa ở tù, vừa mịt mù thân nhân như hiệp ích, hiền ngồi, cẩm lai, phong xuống, điệp điệu, sơn ướt, châu đam, châu lác, châu kê, hiệp sĩ, phát thiền vân vân các anh đã vượt qua đã thách đố thương đau và đã thắng lớn trận giặc thời gian tôi đã chứng kiến trên rừng cồn tiên bên đồi ái tử hôn hút rừng sâu các anh em gốc thì có lục chiến biệt động quân nhảy dù thiết giáp bộ binh vẫn luôn luôn khí phách ngang tàng đã tránh né nhìn cảnh thân nhân thăm biếng mới sách quảng cáp cho người thân của họ bằng cách quay mặt về phía đồi sắn nương khoai cố âm thầm rào bước quanh quần để đẩy ra ngoài đầu óc để không nhìn thấy những hình ảnh hạnh phúc vợ chồng người yêu thân thích gặp nhau trong ngày thăm nuôi quy định nghị lực phi thường của các anh thật mãnh liệt trước những người bạn có điều kiện mới sách có người cúi đầu tơi một lúc đòn bánh tét to lớn hoặc ăn một con gà luộc đến hồi bội thực. Mưa ói tơi mời, đôi khi thấy cả những người già ngồi trùm mền ăn, cúi đầu lúc thúc thưởng thức mà không để cho ai nhìn thấy. Hoặc có kẻ thú vị, rít dài hơi thuốc ba số năm và khen ngon đáo để trước bao nhiêu người đang thiếu thốn trong cõi đời người luôn có ông thiện ông ác luận anh hùng đời người có khi nhục khi vinh ở hoàn cảnh nào cũng có người hiền kẻ dữ hôm nay trên đất tự do bưng bát cơm ăn mỗi chúng ta có bao giờ quên được chặng đường đã qua và những cơn đói lòng tê tái có ai quên được dân làng triệu ái triệu hải triệu tài những người này giả vờ để quên bên lề đường trên đồi hoang vài ba lon gạo bụi sắn tươi bánh đường đen hũ muối trắng để mảy may vài tù binh anh em nào đó nhận được ăn cho qua cơn đói một lần hầu tiếp bước trên đường xa thiên lý hoặc cố quên những báng súng ak 47 những đòn thù để trả đũa thâm độc kẻ xa cơ ngã ngựa nhất là có các tên cai tù ác ôn, đần độn và vô học như sát ướp, mịch minh, lê chính, cộng với những tên tự cam tâm làm tay sai, chỉ điểm hại anh em mà cho đến bây giờ, một số cựu tù nhân còn lâm cảnh bệnh hoạn trầm trọng ở tuổi cuối đời. Bên cạnh đó, riêng tôi, hình ảnh người cai tù Đỗ Tùng vẫn luôn là hiện thân của một ông hiền trái tim đầy bồ tát hạnh đang đứng bên cạnh các ông ác đó trong đời người mũi xanh hoa biển